Tên là Mỹ Dung ạ. Dung năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi ạ. Dung em đang hiện là nhân viên sale ạ. Nhân viên sale rồi. Dạ, hôm nay đi cầm cái này là cái gì đây? Cầm theo gì đây? À dạ, cái này là quà bí mật của em. Xin mời bạn trai của chúng ta. Nhân viên sale để xem gặp chàng trai ta làm gì đi. Chào bạn. Em là Nguyễn Thành Sơn. Hả? Gì? Em là Nguyễn Thành Sơn. Sao? Em là Nguyễn Thành Sơn. Gì? 22 tuổi. Tới đây làm gì? Em tới đây để tham gia chương trình. Tham gia làm gì? Kiếm người yêu. Thiệt không? Có thể. Có thể. Quê đâu? Em quê ở Thái Bình. Mời ngồi. Cảm ơn anh. Làm gì căng thẳng quá vậy? Mới vừa anh hù cái. Nguyễn Thành Sơn. Dạ. Đến từ Thái Bình đúng không? Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Bên kia bạn Dung là sale. Bạn có người yêu chưa từ xưa đến giờ? Trước nay cũng có người yêu rồi ạ. Bạn ở Thái Bình, nếu bây giờ bạn gặp một người con gái ở vùng miền Tây đi, xa xôi ở Cà Mau đi, cái địa lý cách trở như vậy thì bạn nghĩ sao? Không vấn đề hết ạ. À. Xe thì giả sử có cái giận nhau cũng khó có thể mà bỏ về nhà về mẹ vợ được. Nhưng mà giờ bắt bạn về Cà Mau làm rể cho bạn đồng ý không? Chắc chắn là không rồi. Tại sao? Gái theo trai mà. Nhà ta có con gái một à. Mời bạn về làm rể. Chắc chắn là không được rồi. Quyết định là không được luôn. Dạ. Dung ở đâu? Dung quê ở đâu? À, dạ em sống ở thành phố nhưng mà gốc em thì là ở Quảng Trị ạ. Bây giờ giả tỷ như bạn trai bên kia là được hết rồi đó, yêu rồi đó, bây giờ ra Thái Bình làm dâu em đi không? Yêu đắm đuối rồi đó, bây giờ còn cái chuyện là ở đâu nữa thôi. Nếu mà yêu đắm đuối mà không thể bỏ được thì chắc em sẽ đi. Sẽ đi? Dạ vâng. Tốt. Hôm nay chị nhìn thấy em là rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp, công việc sale tiếp xúc với rất nhiều người. Dạ. Thế từ đó giờ em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính theo mối tình chính thức á, chính thống luôn là có 2 mối tình à. Còn mà râu ria? Dạ cái đó thì nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Dạ. Thế bữa nay em đi đến chương trình với ai? Dạ em đi với mẹ em ạ. Mẹ đâu? Dạ đây ạ. Dạ chào cô. Cô có mấy người con gái vậy cô? À, cháu nó con một hả cô? Cô có một cháu một thôi. Bây giờ nếu như mà cái con rể của cô đó là ở xa đó, ở Tú Úc mà Thái Bình đó, rồi đem con cô qua ra ngoài đó ở thì cô nghĩ sao? Cô đồng ý không? Đồng ý. Quan trọng là chúng nó sống hạnh phúc với nhau là quá tốt. Dạ. Vậy cô có mong muốn gì cái người rể tương lai của mình là người như thế nào không? Trong mong một cái con rể sống có trách nhiệm, có tính chung thủy, đừng hút thuốc, đừng có chửi thề. Có thuốc không? Dạ không ạ. Có chung thủy không? Dạ cảm ơn cô. Thật là có chung thủy. Còn nói dối thì sao? Nói dối là không chung thủy. Tưởng ta nói ngược lại chứ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Người mạnh mẽ. Tại sao phải cần một con gái mạnh mẽ? Người ta thường lấy vợ có người yêu là cần ngưỡng gái dịu dàng nhẹ nhàng thôi, mạnh mẽ là người đàn ông thôi. Đủ mạnh mẽ hơn bạn sao? Chắc chắn là không mạnh mẽ hơn em được rồi ạ. Bạn có quyết đoán không? Quyết đoán ạ. Trong gia đình bạn có gia trưởng không? Gia trưởng thật ra thì cũng không hẳn là không tốt. Em có thể nói em là gia trưởng. Dung có sợ một người đàn ông quá gia trưởng làm chồng của mình không? Dạ có ạ. Bởi vì tính em thì cũng ngang bướng. Ngang bướng mình vâng. Nghĩ bạn rất năng động và ngang bướng. Dạ. Hôm nay bạn mặc cái đầm rất là đẹp. Ai tư vấn tại sao bạn chọn cái đầm này? Chiếc váy này là do mẹ em may ạ. À, dạ. Mẹ may. Dạ vâng, mẹ may, mẹ thiết kế và mẹ may luôn. Mẹ thiết kế luôn. Dạ mẹ vâng. Làm thợ may hả? Dạ vâng ạ. Hay là có may cho khách nữa hay là chỉ? Dạ đúng rồi, may cho khách nữa. Nhưng mà thường thì may cho khách chỉ là sơ mi quần tây thôi. Còn riêng may váy là chỉ có may cho mình em. Nên thường là những sản phẩm độc quyền. Bạn mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Đối với bạn trai của em thì thứ nhất là phải lớn hơn em. Tại sao phải lớn? Nhiều khi chưa chắc cái tuổi lớn mà cái quan điểm đã lớn. Lớn bao nhiêu? Bạn muốn phần lớn không bao nhiêu? Dạ, 20 tuổi. Từ 20 tuổi thì cũng hơi lớn quá, tầm từ 7-8 tuổi. Vậy là bên kia hợp rồi đó, hợp với bạn rồi đó. Dạ. Thường thì em cũng không có đòi hỏi người bạn trai của em nhiều quá. Tại thường em có cái kế hoạch sẵn trong cuộc đời của em rồi. Kế hoạch sao đâu nói luôn cho mọi người nghe. Đây là cuốn sổ mà lúc nào em cũng mang theo rồi. Và cũng rất là ri nhiều thứ ở trong này. Hiện giờ thì em đang 23 tuổi thì rồi. Riêng với tới 26 tuổi thì em sẽ kết hôn. Khoảng 27 tuổi thì em sẽ muốn có baby. Từ năm 27 tới năm 30 tuổi là thời gian để ổn định gia đình. Và khi 30 tuổi thì lúc đó em có thể tự bắt đầu kinh doanh và tự lập nghiệp cho mình. Chà, còn dạ. Bạn không? Gái có kế hoạch rất rõ ràng. Bạn có kế hoạch gì không? Có. Kế hoạch như thế nào? Trước tiên là lập gia đình. Lập gia đình ngay bây giờ hay là đợi vài năm nữa? Như là càng sớm càng tốt. Càng sớm, nếu bạn kia nói chờ tới 3 năm nữa thì bạn đồng ý không? Anh sẽ cố gắng thuyết phục để mà mình sẽ rút ngắn cái thời gian đó lại. Bạn muốn sớm nhất là bao nhiêu? Mai cũng được. Mai cũng được. Trời. Cũng dạ quá đúng không? Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Em đến với lại em gái á. Em gái đâu? Em gái bạn đâu?
À, xin chào bạn. À, anh mình muốn vợ quá rồi, bạn thấy sao? Bố mẹ em chắc cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi hả? Sao em không tìm người mai mối cho anh của mình? Thường là em gái á, thường là biết tính xấu của anh rồi. Thấy là nếu mà giới thiệu bạn gái cho anh thì tội bạc em. Tính xấu của anh là gì thì nói luôn đi. Dạ cái này em chưa cho ảnh đường rút lui cho nên là chắc để về bạn nào nó tự tìm hiểu. Đúng rồi. Rồi thôi giờ mình nói tiếng xấu luôn đi, cùng kia chịu luôn, đồng ý luôn. Tính xấu bằng là gì? Em thấy tính này gì của em tốt hết. Nói thật đi, tính thôi xấu cho là gì? Nói cái tốt đi. Trời ơi. Cái tốt á, tốt thì nói chung là chị nhớ em tốt lắm. Đúng rồi đó. Người này còn chưa hiểu rõ bản thân mình nữa, làm sao mà có thể mà tìm hiểu ai được. Tôi không thích mấy người vậy đâu nha. Rồi mặt xinh quá. Mặt xinh ý, tao nói em nói toàn gái hả? Xinh trai cũng được vậy. Mũi cao dữ. Bao nhiêu tuổi hồi nãy nó ba mấy? 32 ạ. 32, từ từ đi, 33 năm nữa thì mới 35 à, vẫn được. Trai lấy vợ chi sớm? Bây giờ lấy nhau là ở Sài Gòn đúng không? Hay là về Thái Bình? Dạ về Biên Hòa ạ. Ủa sao vậy? Sao nãy nó quê Thái Bình? Thì quê Thái Bình, còn nhà ở Biên Hòa ạ. Bây giờ ta ở Sài Gòn làm sao ta đi về Biên Hòa được? Em cũng ở Biên Hòa và đi lên Sài Gòn làm việc, đâu có vấn đề gì đâu ạ. Để chị hỏi bên đây coi chịu đi Biên Hòa không nha. Dạ, Biên Hòa so với Thái Bình thì vẫn gần hơn ạ. À. Cũng đỡ ha, dạ, tại hồi nãy Biên Thái Bình mà em còn chịu đi nữa, còn muốn chi ở Biên Hòa. Rồi, bây giờ mình xem thế nào rồi mình gặp mặt nhau luôn ha. Chào bạn. Chào anh ạ. Nếu như bây giờ bạn bên đây nói là thôi bây giờ yêu quá rồi, ngày mai cưới luôn, chịu không? Cái đó em nghĩ phải thông qua gia đình nữa à. Bởi vì em thì ở với mẹ em, hai mẹ con cũng rất là thân. Ví dụ như mẹ em không chịu anh lên đây mà em chịu thì sao? Nếu trong khả năng của mình em thuyết phục được mẹ em á thì em sẽ làm. Còn bây giờ anh này nói ngày mai lấy luôn mà mẹ em không chịu thì sao? Dạ vậy thôi, không được ạ. Vậy là theo mẹ đúng không? Dạ vâng ạ. Theo mẹ, quan trọng là thuyết phục mẹ đi nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút. Hai phút bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em. Đến với chương trình thì em có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh ạ. Đây là một quyển sổ, mong anh có thể nói được những cái gì mà mình thích vào. Dạ. Cảm ơn. Sổ không có quà. Em chưa có hỏi biết là họ của anh là họ gì ạ? Anh Nguyễn Thành Sơn. À, anh Hồ Nguyễn đúng không ạ? Dạ. Không có trung hỏi với em là được rồi. Vấn đề gì với họ em ạ? Thường thì quan điểm gia đình em là thường thì cùng họ Lê thế thì mình sẽ là người họ hàng gia đình thì thường không có được ghép với nhau. Chứ em anh thấy em cũng rất là xinh đẹp và cũng cá tính nữa. Mà tại sao lại những anh chàng mà em để ý á, một là có bạn gái hay là đã có gia đình vì họ chững chạc thì thường họ đều có yên bề hết rồi. Bây giờ bạn nữ thấy bạn nam thế nào? Cảm nhận thế nào về bạn nam? Em thấy anh hơi nhát. Em đã nhát anh còn nhát hơn em nữa. Đâu chị thấy em đâu có nhát đâu. Em cứ vậy á. Thấy mình nói nhát đó. Thấy bạn gái này có phù hợp với mẫu người mình đang chờ đợi không? Bạn này rất là đẹp. Nhưng mà tính cách của em thì lại trái ngược, đôi khi lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Em ngang bướng, cứng đầu. Thì trong cái tiêu chuẩn của anh, cái tiêu chuẩn lựa chọn thì cái yêu cầu đầu tiên của anh là mạnh mẽ. Thì anh nghĩ là cái tính cách của em rất là phù hợp. Anh có nghe cái trong cái dự định cho tương lai của em á là có trong 27 tuổi đúng không, là lập mở công ty đúng không? À 30 tuổi sẽ sinh con. Cái việc đó là việc của đàn ông, sao lại chồng em sau này sẽ là giám đốc. Đúng rồi, hỗ trợ em hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 ba. Bạn tìm thấy điều gì ở người bạn gái này? Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Mình thấy bạn là có vẻ nhút nhát. Mình thấy bạn đáng lẽ phải ngược lại mới đúng á. Em có cảm nhận vậy không? Sao em lại chọn bạn gái này? Vậy sao em lại đồng ý? Và đôi khi em mạnh mẽ quá thì người ta lại nhìn vô không nói em là phụ nữ. Nên chắc em cần phải gần một người nhẹ nhàng một tí để dìm cái mạnh em xuống. Đó cũng là một cái ý kiến, đó là một cái cảm xúc đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm thấy được nhiều cái sự đồng cảm với nhau hơn nữa. Cái áo này là có ý nghĩa gì, hay modern hay là có ý gì? Dạ không, cái này là mỗi lần em vô phòng thí nghiệm là em phải mặc cái áo này. Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Em tên Ngọc Trâm, năm nay được 2 con vịt.
hai con vịt là 22. Dạ. Em làm trong cái công việc gì mà phải thí nghiệm? Dạ, ngành học của em hiện tại là ngành công nghệ sinh học á chị. Chúng ta sẽ gặp chàng trai ngày hôm nay, xin mời. Chào bạn. Chào mọi người. Em tên là Vũ Ngọc Sơn, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại em cũng đang là sinh viên năm cuối. Đồng thời em là ảo thuật gia. Ảo thuật gia luôn. Yeah. Mới 22 tuổi, đang học năm cuối đi tới đây kiếm vợ làm gì? Ế quá em. Ế gì? Có giờ quen mấy người rồi? Dạ chưa quen ai. Xạo. Dạ em nói thiệt luôn. Thiệt không? Dạ thiệt. Thề đi. Chắc lo ảo thuật không chứ gì. Cũng có mấy bạn nữ có thích em, có chủ động làm quen, nhưng mà em nhìn em thấy quen không được rồi thì em chảnh nữa. Dạ. Em cũng là bị chảnh đó chứ em không phải là không có chảnh đó vậy chị. Rồi chảnh là chảnh sao? Rồi nha. Chảnh là cũng giống bên kia chứ không phải là ai em cũng thích được đâu anh nha. Ừ. Còn áo thuật gia hả chị? Chắc là lo đi diễn không chứ không lo cho em đâu chị. Bởi vậy mới giờ này mới ế đó, mới giờ lên chương trình đó. Dạ. Hôm nay em đến với ai, có ai ủng hộ em không? Dạ em đến với bạn của em. Đâu bạn em nè? Là bạn thân của em. Ủa cái gì vậy mấy bạn? Anh ơi, hốt hàng thanh lý giùm em. Ồ vậy là em đây, đây là hàng thanh lý đó hả? Trời ơi, có nói quá không? Người ta vậy mà thanh lý gì không biết nữa. Làm gì ế dữ vậy trời. À. Em ơi, em có thích ảo thuật không? Dạ, cũng hên xui. Bây giờ em ảo thuật thử màn coi dưới vỗ tay thì bạn bên kia thích. Cái này em chỉ tặng riêng anh Quỳnh Linh thôi. À dạ. Dạ. Theo em từ trước giờ em để ý anh Quỳnh Linh là anh Quỳnh Linh hình như là không thích ảo thuật. Mỗi lần mà anh Quỳnh Linh xem ảo thuật là anh muốn tìm tòi bắt bẻ, moi móc về rồi làm cái gì làm cái gì. Trời ơi, xin mời bạn thử coi nha. Mọi người chú ý giùm tôi nha, cái gì nói giùm tôi nha. Mọi người xem thì ở trong tay em là ba lá bài 8, 9, 10. Em sẽ nhẹ nhàng em úp xuống và em sẽ rút lá chính giữa ra. Thì anh Quỳnh Linh nghĩ là lá chính giữa là con số mấy ạ? Số 10. Lá số 10 rồi, ok. Em mượn cái ngón tay của anh không ạ? Anh để ở đây. Khi mà em búng tay lên á thì anh cho khán giả xem rồi từ từ anh quay lại anh coi rồi. Là số 10 hay là số 8, 9. Rồi gì đấy đợi xin lại thôi cũng được dễ thương cái này. Thôi dễ thương. Thôi dẹp cái vụ ảo thuật đi, tới đây là lo kiếm bạn gái kiếm vợ không lo ảo thuật. Bên kia người ta có tài ảo thuật còn em tài năng của em là cái gì? Em nấu ăn nhưng mà có ngon. Vậy sao gọi là tài năng? Ta đang hỏi tài năng mà. Dạ em nấu mấy món trứng rất là ngon. Vậy là hiểu rồi đó, hiểu tài năng hiểu rồi đó. Hiểu tài năng của em sao rồi đó. Em ở đâu, quê ở đâu? Quê gốc ở Đồng Tháp. Bây giờ em gặp một đối tượng anh yêu thương người ta, nhưng mà cuối cùng là bây giờ quê quán người ta gốc gác ta ở ngoài Bắc, ngoài Trung gì đó rồi, em chịu không? Em sợ yêu xa lắm chị ơi. À, thấy chưa anh Linh, có người ta không đồng ý, hồi nãy anh nói là giờ là được hết. Còn em thế nào nếu bạn gái của em ở rất là xa? Cái nhân duyên đó là do em thôi. Nếu mà ai hợp với em là em không quan tâm vùng biển đó lắm. Bây giờ hỏi bạn, bạn cần cái điểm nào nhất ở người bạn trai của mình? Dạ chuẩn men chị. Em cảm nhận bao nhiêu chuẩn men trong con người của em? Bạn bè em nói em cũng phải được 99. Dạ. Còn 1% kia thì sao? Dạ tại vì cái đặc thù công việc và bên ngoài của em là em cũng vui lắm. Đôi khi em thích chọc cho người ta cười, người ta cũng nói em bê đê. Rồi, chỉ có 1% thôi à. Điểm gì em không thích ở người bạn trai của mình? Bánh bèo là em không thích. Bánh bèo là sao? Dạ bánh bèo là giống như là thích chân diện, ẻo lả. Bên đây chân diện có nè. Lâu lâu em có một bữa. Và cái gì nữa không thích ở bạn trai của mình? Dạ đặc biệt là không có được tên nhân. Hả? Không được tên là nhân. Lý do? Tại vì hai bạn trai chú của em đều tên nhân hết á. Chỉ như vậy em thích bạn trai em giống ai? Cái mẫu người lý tưởng bạn trai của em? Dạ em thích bạn trai em giống Cường Seven. Chà cái mục tiêu nó thấp quá ha. Em thích bạn gái em giống ai? Ngoại hình thì giống chị Cát Tường rồi á, nhưng mà cái khuôn mặt đừng giống chị Cát Tường. Chị sao vậy? Chị sao vậy? Tại vì em sợ anh. Sợ gì? Nếu mà em tưởng tượng mà em mà hôn chị Cát Tường em mở mắt ra. Ủa cái vụ gì vậy? Vậy? Qua đây coi. Sao? Ồ gan quá ha. Tại anh Quyền Linh đó giờ kìa mà anh còn chưa dám tưởng tượng cái chuyện đó. Gan quá. Nhìn thẳng như mặt chị kìa. Thích mẫu người như thế nào? Ngoại hình giống như ghé tường là ok à. Mặt giống ai? Mặt sao cũng được, anh nghĩ đừng giống như ghé tường.
Cái như Ngọc Quyên cũng được. Hút cái body cho Cát Tường, hút cái mặt Mỹ Quyên, Ngọc Quyên. Phải không? Dạ. Ý là vậy phải không? À, đứng lại em hung chị Cát Tường, cái đi em tưởng tượng sao, khỏi tưởng tượng đứng hung luôn. Không được đâu ạ. Em nói em chưa quên ai và nụ hôn đầu em cũng chưa có luôn. À, nên em đang đợi một cái người mà giống như tình duyên sẽ đánh của em. Rồi, rồi, chừng này bánh bèo chắc rồi. Trời ơi trời. Không ổn rồi đó em, chị thấy không ổn rồi đó. Ủa chưa hôn ai thiệt luôn á hả? Dạ chưa. Chưa có mối tình đầu luôn? Dạ chưa. Có rung động trước người con gái nào chưa? Hồi trước có nhưng mà em... Có rung động với người con trai nào chưa? Dạ không có rồi ạ. Mẫu người bạn thích là như thế, như tức là dáng dốc như vậy rồi, nhưng mà cái tính tình thế nào? Không có cá tính, nếu tính một tí là được rồi. Em thích mẫu con gái có tóc dài tí. À. Rồi, thấy chất quốc rồi đó. Không thích bạn gái như thế nào? Đanh đá, ngang bướng, giọng chua, ba cái đó thôi được rồi. Coi tiêu rồi, tiêu rồi. À, dạ, em có hết luôn á. Em có hết luôn hả? Dạ. Chết mồi như vậy sao? Em không biết nữa. Em thích bạn trai như thế nào? Dạ không ở giờ. Bây giờ là giờ không? Không có chút xíu. Có. Có giờ chút xíu. Không được nói dối nữa anh. Không nói dối không? Thề là em không có nói dối. À. Anh bên kia chưa hung ai bao giờ. Em có hung bao giờ chưa? Là hai nhân rồi. Hai rồi. Hai nhân rồi. Em có thích gặp người chưa bao giờ hôn không? Cũng thích. Cũng thích ha? Dạ. Thử coi hung đồ hung nó sao đúng không? Cạp cạp. Thôi em nghĩ là bây giờ đến lúc để nhà hai bên nhìn nhau đi, để cảm nhận coi coi sao. Bởi vậy hung chị đâu hung đâu, để dành đó, để dành có là vậy ha. Kéo màn lên. Hai phút dành cho các bạn bắt đầu. À, khi mình đến đây thì mình có một món quà tặng cho bạn. À, đó cũng là ảo thuật thôi. Ảo thuật hoài. Bạn có thể xoay ghế. À, trước mắt bạn là một cái nhẫn. Mình đếm 1, 2, 3 rồi bạn bắt đầu bạn thổi vào nó nha. 1, 2, 3. Ủa gì vậy, tặng sao bỏ túi? Có chị, tặng này tặng đồ thật rồi đấy, đồ giả rồi à. Nó chia đồ để ảo thuật thôi, để khè gái thôi, hiểu không? Cái này mới tặng thiệt. Rồi xong. Hồi đó giờ trong các cặp đôi của bạn với Hiền Hòa thường tặng hoa với quà. Lần đầu tiên tôi thấy có người tặng dây chuyền đó. Em thích anh. Em thích anh hay thích dây chuyền? Thích được tặng dây chuyền. Tự nhiên nhìn tôi anh thích anh. Giật mình. Rồi chúng ta có 2 phút bắt đầu, bỏ cái vụ ảo thuật qua một bên. Để nhìn này nha. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi trời. Anh gì vậy em? À, giống chị Cát Tường không? Cát Tường 10 thì bạn được 9. À, vậy là mình không chịu rồi. À, bây giờ mình hỏi bạn nha, giọng mình có chua không? Hơi có xíu quá. Mình á thì tính mình rất là ngang bướng. Thì bạn nói là thích con gái dịu dàng đúng không? Mình không có dịu dàng đâu. Nhìn cách ăn mặc là biết rồi đúng không? Rất thẳng thắn. Cho mình hỏi là bạn sinh ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu? À, 20 tháng 8 năm 20 chung. Tháng 8. Ủa 20 tháng 8 đây làm gì nha? Dạ không có gì đâu, em không phải tin nhanh anh. Cài hàng nữa. Cho mình hỏi lại bạn là bạn sinh ngày mấy tháng mấy nữa? 25 tháng 10. Cộng trừ nhân chia vậy đó trời. Mình cũng đâu biết coi báo đâu, mình hỏi vậy thôi. Nãy bạn nói mình có 9 là gì cách tuần tới 10 lần, mình không thích. Hồi nãy bạn nói là bạn cần một người không nói dối. Mình thì không bao giờ nói dối. Ví dụ như giữ ảo thuật cho bạn gái thì giờ bạn gái bạn cấm. Cấm chơi thì sao? Chắc bỏ bạn gái. Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để nói thật hơn nữa. 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 Hết thời gian. Bạn nữ cảm giác thế nào về bạn trai đối diện với mình? Dạ, bạn cũng hợp với em lắm, nhưng mà những cái mà bạn tìm á là không phải ở em. Với lại còn cái chuyện là ảo thuật bỏ bạn gái là thôi xong rồi đó anh. Sao okay. Em tại sao mà chọn ta mà nói kỳ vậy? Tại vì trước khi em yêu một người nào đó á thì em đã yêu ảo thuật trước cái người đó rồi.
và cái đó là cái nghiệp của em mà em phải theo nó. Mình nghĩ bạn rất là thẳng thắn, nhưng mà cái sự thẳng thắn của bạn không được bạn bên này đón nhận. Thôi không sao, chúng ta có thể là những người bạn để trao đổi thêm những cái điều, nhiều điều về cuộc sống. Và cảm ơn hai bạn rất nhiều. Anh Duy ơi. Alo, alo. Chị có nói ở khu vực này. Xin chào chương trình. Mình tên là Hồ Thị Diễm Trinh. Hôm nay mình xin gặp. Hiện tại là mẹ mình đơn thân của hai bé. Bé gái 13 tuổi và bé trai 9 tuổi. Mình làm công việc kế toán tại công ty Việt Sang Kho. Địa chỉ của mình là 546-16-10 Nguyễn Văn Quá, từ Đông Thuận 12. Chị Trinh là một người phụ nữ như thế nào? Theo chị cảm nhận và đánh giá của tất cả mọi người. Theo mọi người nói là mình năng động và vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhiều khi năng động quá thành nó thành hơi tăng động. Hơi tăng động. Còn nhược điểm, điểm yếu sao ạ? Nói chung điểm yếu của mình là do mình sống nội tâm, cho nên là mỗi người gặp chuyện gì buồn cái là mình hay mau nước mắt. Mình hay khóc. Và thích khóc mà khóc một mình. Thường thì về cái sở thích du lịch với lại nấu ăn cho gia đình nhé, thì bây giờ thường là chị sẽ nấu hai bé thì ở với chị làm sao? Đúng rồi, mình sống với hai bé và mẹ. Hai bé à? Chị làm công việc của chị là ngày 8 tiếng. Dạ đúng. Có gần nhà không chị? Dạ cũng gần, đi 15 phút. Hai bé thì bao nhiêu tuổi? Hai gái ạ? À? Bé gái thì 13 tuổi, bé trai thì 9 tuổi. Hai cháu đều sống với chị luôn. Rồi chị chia sẻ một chút xíu về cái cuộc tình ngoài của chị mà tan vỡ nhé. Lần nhưng mà mình cũng chưa sẵn sàng để mình tham gia.
rồi sau này chúng mình có tham gia lại thì mới đây có một được nửa tháng rồi. Chị với chồng chị là không đăng ký kết hôn hả? Đúng rồi. Có làm đám cưới hay gì không chị? Không, không. Nghĩa là mình quen ảnh là ảnh có một đời vợ rồi, cho nên là gia đình không có đồng ý. Mình cãi gia đình á, sau khi có bé gái thì mới gia đình mới chấp nhận. Rồi mình ở tới mười mấy năm. Vậy là bé gái sinh của con là con cũng đứng họ cha, tại vì có giấy xác nhận cha con. Tức là hai đứa con rồi nhưng mà chưa được. Chưa có chồng. Đúng rồi. À, bây giờ chị muốn tìm mẫu người như thế nào chị? Nói chung là người của đàn ông của gia đình. Cụ thể hơn đi chị ơi. Chung thủy, chân thật. Về ngoại biết hình lo, đi. Biết lo lắng cho gia đình. Về ngoại hình đi chị. Ngoại hình thì tương đối, nhìn dễ nhìn. Cao thấp mà ốm hay sao ạ? Cao thì tầm 1m6, 1m6 đổ lên là được. Tóc tai có yêu cầu gì không chị? Thì nói chung là chữ chẹt là được. Chữ chẹt. Tuổi tác quê quán á? Tuổi thì nói chung là mình cũng chẳng thế nào gọi là tuổi hợp với mình. Từ 83 trở lên là được. Năm 83 hả chị? Bằng tuổi chị hoặc là nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Dạ được. Nói chung là quan trọng là hai người hợp với nhau là ok chứ không. Là nhỏ hơn 1-2 tuổi ok ha. Cùng hoàn cảnh đã ly hôn nuôi con này kia thì sao vậy? Chung cùng hoàn cảnh thì đồng cảm hơn. Có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Dạ vui. Chị còn yêu cầu gì đặc biệt đúng không chị? Chị nghĩ là cái nghề nghiệp ngành nghề thì phù hợp với lại mình. Nói chung là giữa hai người thì nó cũng cần một cái tầng số thì nó sẽ dễ hòa nhập hơn. Ví dụ như ảnh thì mình đem văn phòng, mình cũng muốn ảnh là văn phòng hoặc là kinh doanh một cái gì đó. Nói chung có cuộc sống ổn định là ok. Có cuộc sống ổn định. Chị nghĩ sao về mức thu nhập của bạn trai có thể đến được với mình? Thu nhập thì cả hai cùng làm và cái đó là nói chung là lo đủ cho gia đình là ok. Đủ là tầm khoảng nhiêu chị? Mình nói luôn cái mức sao đó chị? Mười mấy hai chục trở lên. Mười mấy hai. Tại bây giờ đời sống của thành phố mình nó nhiều lắm chứ nó không có người xưa. Rồi. Bây giờ chị là sống cùng hai bé với lại mẹ ở nhà quận 12 đúng không chị? Là nhà mình đúng không? Nhà mẹ. Ba mẹ con là đang sống cùng nhà ngoại. Dạ đúng rồi. Chị có tài lẻ hay năng khiếu gì không chị Trinh? Em là thích khuấy động mọi người thôi chứ còn năng khiếu thì không có. Nghĩa là em hay tham gia vô mọi cuộc chơi. Rồi ca hát gì được không? Dạ, ca được nhưng mà hay có nhiều người không, hay có nhiều người không em cũng chẳng biết. Rồi, nhưng mà cái được giống như tâm trạng á. Ca nhập bài tủ đi. Ca bài tủ hả? Đúng rồi, bài tủ nhất của chị á. Cũng như gì để em nhớ lời. Còn lại gì với anh, lời yêu rời xa trái. Tình mình là thế sao? Người đi lạnh căm một trái tim. Em nhớ là rồi ok, nếu mà tham gia chương trình là chọn bài nào vui tươi hơn mình ca cho nó ấy ha. Rồi ok, cảm ơn chị Trinh. Thì là sau cái buổi này ha, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho chị biết nha. Và mình cố gắng mình sắp xếp mình tham gia chương trình ha. Dạ ok chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị ạ. Dạ rồi, chị xin chú trả lại cho các bạn. Quen được bao lâu? Do mình hay là do người ta? Mình cảm thấy là do mình tạo được hai bên, không phải là gì. Khi mình xuống đây là nó ở trên đó, nhiều khi nó
tuần có gần 2-3 tháng thì kể cả tại vì có 3 mấy tuần. Có gần 2-3 tháng, 3-4 tháng thì mình sẽ dùng. Rồi, mối tình này là sâu rộng nhất. Mối tình thứ hai quen mấy tháng? Mối tình thứ hai quen 4 tháng. Lý do tại sao? Nói chuyện thôi, chỉ nói chuyện thôi, không có gặp nhiều quá. Thấy nó không hợp, sau đấy nó lại không. Nó đi về quê, sau đó không, không quen nữa. Anh không nhận được gì với người ta hả? Không phải, nói chung là mình chỉ thời gian mình chỉ có là nói chuyện qua điện thoại thôi chứ không, không có gặp được nhiều quá. Tại nó sợ ở xa, mỗi người đi nơi xa. Bạn hay ở đâu mổ? Bạn có một cái thứ hai á. Lúc trước bạn có ở gần đến nhà nhưng mà mình lại xuống dưới này. Vậy là hai mối tình này là toàn là ở Đà Lạt, Lâm Đồng không? Rồi mối tình thứ ba gần nhất. Mối tình thứ ba là ở quen xong rồi quen được mấy tháng xong rồi cô ấy lại đi về Bắc. Quen mấy tháng? 3 tháng. Vậy anh độc thân bao lâu rồi? Thế là độc thân từ lúc đó, từ lúc quen đến bỏ lúc giờ chắc khoảng tầm 3 năm. Tại sao 3 năm qua anh không tìm được ai? Và anh không tìm hiểu ai như thế này?